Theo đây chúng tôi xin đọc tiếp chuyện dài Thầy Thông Ngôn của nhà văn Hồ Vĩ Chánh. Kim 2 qua sự diễn đọc của Hải Đức, Trần Anh và Nam Anh. Thầy Thông Ngôn, chương 2. Chưa gì đã thất vọng. Lúc thầy Phong được cấp bằng làm thơ ký thì xứ Cà Mau điền địa còn hoang nhàn, nhân dân ở thưa thớt. Tại chợ thì cuộc buôn bán tuy thành vườn nhưng phố xá xịt sạc, phố lá còn chen lộn với phố ngói, mà dầu ngói hay là lá căn nào cũng cũ, dãy nào cũng thấp nên coi không có vẻ sung túc như các chợ ở tỉnh thành. Thầy Thông Trần Văn Phong xuống tới Bạc Liêu vào trình diện với quan chủ tỉnh rồi ngồi ghe mà đi Cà Mau. Quan phó tham điện ngồi chủ quận Cà Mau đã có được dây thép cho hay trước rằng sẽ có thầy Thông Ngôn Phong xuống làm việc. Bởi vậy, chừng thầy vào dinh thì ngài hỏi thăm sơ sài ít câu rồi cho phép thầy nghỉ 2 ngày đặng kiếm chỗ ở yên rồi sẽ đi làm việc. Thầy Thông Phong tới xứ lạ, không quen biết ai hết nên lấy làm bối rối, không biết chỗ nào mà nương ngụ. Thầy muốn dọn một căn phố mà ở, xong thầy nghĩ tủ bàn ghế giường dán không có, nếu mướn phố rồi lấy chi mà dọn. Đã biết mua đỡ ít vật cần dùng rồi dọn nhà sơ sài cũng được, mà có nhà rồi ai đi chợ nấu cơm cho mà ăn. Thầy tính tới nghĩ lui rồi mới quyết kiếm nhà ở đỡ 1 tháng rồi sẽ hay. Thầy tỏ ý với thầy ký của là người làm việc phụ tại quận. Thầy ký của là người chân chất ôn hòa, thấy thầy Thông Phong bối rối, thầy cũng muốn rước về nhà thầy, ngặt vì thầy ở một căn phố chật hẹp mà tới 7-8 đứa con, là giờ thầy mới sanh đẻ còn non ngày, sợ bất tiện cho bạn nên thầy chỉ nhà bà phó Mỹ và khuyên thầy Thông lại đó mà hỏi ở đậu. Nói rằng nhà bà rộng rãi sạch sẽ, lại bà có 2 mẹ con, không có con nít rộn ràng. Thầy Thông Phong nghe nói trong bụng mừng thầm, tưởng bà phó Mỹ này là vợ phó tổng chồng chết. Thầy hỏi thăm lần lần đi đến nhà bà. Bước vô thì thấy nhà lá 3 căn rộng rãi sạch sẽ, dây cửa ra mé sông, còn phía sau thì có một cái giường tuy cỏ mọc rậm rạp, xong có trồng 2-3 cây ổi, vài chục cây cau với ít bụi chuối. Thấy nhà không giàu, chẳng có vật chi quý thì trong bụng không được vui. Xong thầy không biết chỗ nào khác nên bất đắc dĩ phải hỏi mà ở. Bà phó Mỹ này khi chồng còn sanh tiền thì làm chức phó xã chứ không phải phó tổng. Chồng mất đã 10 năm rồi, để lại cho bà 2 đứa con. Đứa lớn là con trai tên Hai Thu, đã có vợ nên về ở theo quê vợ trong Cái Ngang. Còn đứa nhỏ là con gái tên Ba Điệp, khi ấy đã được 17 tuổi, chưa có chồng nên ở hữu hỷ với bà. Bà tánh tình bãi bương, tuy đã 55 tuổi rồi mà văn nói nhậm lẹ. Bởi vậy, bà nghe thầy Thông Phong hỏi ở đầu thì bà vui lòng cho liền và xin thầy cho bà 8 đồng bạc cơm mà thôi. Bà hối con gái bà quét dọn cái buồng đầu trên cho thầy ở và khuyên thầy đi lấy rương đem lại đặng sắp đồ ra mà thay đổi áo quần. Thầy Thông Phong thấy bà niềm nở bãi buông như vậy thì thấy hết bỡ ngỡ mà cũng bớt buồn về sự nhà bà nghèo và bà là vợ phó xã chứ không phải phó tổng. Thấy ở yên nơi rồi, chiều bữa sau thầy mới hỏi thăm nhà mấy thầy làm việc nhà nước tại Cà Mau, đặng viếng thăm người ta mà làm quen. Thầy đến nhà thầy Thông dây thép, nhà 2 thầy giáo và nhà thầy ký là một chỗ với thầy, thì thấy nhà nào cũng chật hẹp, đồ đạc sơ sài,
ghế bàn làm sạm. Bởi vậy thầy có ý chê thầm: chừng đến nhà thầy Ký Trường làm ở sở thương chánh thì thầy Ký không có ở nhà, mà cô Ký ra tiếp rước nên vui vẻ, nên thầy ngồi nói chuyện chơi một hồi mới đi. Thầy thấy trời chiều mát mẻ nên thừa dịp đi dọc theo đường mé sông mà xem châu thành. Nhờ nước lớn đầy nên dưới sông ghe xuồng qua lại dập dìu, là nhờ trời mát mẻ nên trên bờ người đi đông đảo. Nhưng mà thầy dòm coi phố xá leo heo, nhà cất thấp thỏi, chẳng giống như cảnh thầy tưởng tượng lúc ở nhà mới ra đi, nên trong lòng thầy không vui. Mà nhất là thầy thấy thiên hạ gặp thầy không ai chào, không ai xá. Thầy làm chức thông ngôn mà đi chơi họ không kiêng nể, không trọng gì hơn một khách triều châu kia, thì thầy lại càng buồn hơn nữa. Thầy nghỉ đúng 2 ngày rồi mới đi làm việc, nghĩ thầm rằng họ không xá mình, ấy là mình mới đến họ chưa biết. Để mình làm việc ít bữa rồi, nếu họ còn khinh thị nữa thì họ sẽ coi mình. Từ khi ở nhà ra đi, thầy cứ tưởng làm thông ngôn là sang trọng, hễ mở miệng ra thì trên quan nghe, dưới làng sợ. Nào về thầy mới đi làm ngày thứ nhất thì đã bị quan phó rầy 2 lần. Sớm mai thì nói thầy viết sai, buổi chiều rầy thầy viết chậm, mà lần nào rầy cũng rầy trước mặt làng tổng và lính hầu. Bởi vậy dầu họ không hiểu thầy bị quan rầy về lỗi chi, mà thầy cũng lấy làm thẹn thùa lắm. Quan phó Cả Mau tánh nết nóng nảy, lời nói cộc cằn, còn thầy thông ngôn phong mới đi làm việc chưa thạo nghề nên đứng thông ngôn còn bỡ ngỡ, và cầm đơn đọc chưa lẹ làng. Bởi vậy thầy bị rầy hằng ngày, có khi quan mắng là đồ ngu rồi đuổi thầy tránh chỗ cho thầy ký của thông ngôn thế. Nhiều bữa thầy ngồi viết mà ứa nước mắt, tưởng làm thông ngôn ký lục sang trọng hơn người. Nào về bị mắng nhiếc tối ngày mà cũng không thấy làng tổng kính trọng chi hết. Ngày trước thầy ao ước ham làm thông ngôn bao nhiêu, bây giờ chán ngán muốn bỏ mà về bấy nhiêu. Mãn giờ hầu rồi, về chỗ thầy ở đầu, thầy lại càng buồn nhiều hơn nữa. Tuy bà phó Mỹ vui vẻ, còn cô Ba Điệp săn sóc miếng ăn chỗ ngủ, giặt giùm khăn giớ cho thầy, mẹ con lo lắng chẳng dám để cho thầy có chỗ phiền được. Nhưng mà thầy nghĩ tới sự ở đậu nhà tên phó xã, nghĩ không có nhà nào sang trọng để làm quen, nghĩ không có ai xứng đáng đặng mà nói cưới, và nhất là nghĩ làm việc thì lãnh lương, chứ làng tổng không ai cho tiền bạc, mà cũng không ai cho lễ vật chi hết. Bởi vậy thầy thối chí nên nằm dầu dầu không muốn đi chơi. Cô Ba Điệp tuy con nhà nghèo mà nước da trắng, gò má ửng hồng, hễ muốn nói miệng chúng chím cười. Tuy cô mặc quần áo vải bô, xong cô thường giặt sạch sẽ. Lời nói của cô thì quê mùa, mà giọng nói nghe dịu ngọt. Có một điều làm cho cô không ra người thanh nhã là cô nhỏ tuổi mà mập quá, nên tay chân kịch cợm, mình mẩy ô dề. Bữa nào cô vén quần mà qua vườn thì thấy bắp cẳng của cô tuy trắng song lớn gần bằng bắp chuối hột. Từ ngày thầy thông phong đến ở đậu nhà cô thì cô vui vẻ lắm. Tối ngày đầu gỡ láng nhuốc hoài, mà hễ chủ nhật có thầy ở nhà thì cô lại bận quần lãnh lưng màu đỏ lòm, chứ không chịu bận quần vải. Chẳng những
là cô săn sóc miếng ăn, miếng uống cho thầy mà thôi. Mà hễ thấy thầy đi làm thì cô vô buồn quét dọn sạch sẽ. Thấy quần áo thay còn vắt đó thì cô xếp lại cho tử tế. Thấy đôi giày để giữa đường thì cô sắp lại cho ngay. Thấy cái khăn đôi vớ nào dơ thì cô lấy đi giặt liền, chẳng cần đợi thầy cậy mượn. Bởi trong nhà không có mấy người nên bà Phó Mỹ xin phép cho mẹ con ăn chung với thầy. Mỗi bữa ăn hễ có món nào ngon thì cô Ba Điệp thường để phía bên thầy ngồi, mà cô lại qua chừng hễ thấy thầy ăn vừa hết chén cơm thì cô hòm sẵn đặng lấy chén mà xúc nữa. Một người trai nào khác nếu thấy cử chỉ của Ba Điệp như vậy thì chắc biết cô có tình riêng với mình. Thầy Thông Phong chẳng hiểu là tại mơ ước cưới con phó huyện, cai phó tổng hoặc hội đồng hoài nên không ghé mắt ngó con gái nhà nào khác, hay là tại thầy buông về sự quan không trọng dụng, làng tổng không kính nhường, mà cô Ba Điệp sốt sắng giường ấy thầy coi cũng như không, chẳng hề để ý vào chút nào hết. Một bữa chủ nhật, bà Phó Mỹ bơi xuồng đi vô cái ngang mà thăm con trai bà. Ba Điệp ở nhà quay nấu cơm dọn cho thầy ăn. Cô mặc áo vải đen mới, quần lãnh lưng đỏ, cứ đi ra đi vô kiếm chuyện nói với thầy hoài. Thầy nằm trên võng mà coi sách, hễ cô nói thì trả lời, mà hễ trả lời thì ngó cô, ngó 5-7 lần rồi động tình nên xếp sách để trên ngực không đọc nữa. Lúc dọn cơm hai người ngồi ăn, thầy liếc ngó tay cô, tuy bàn tay kịch cờm, tuy ngón tù vù nhưng mà nước da trắng nõn. Thầy ngó mặt, ngó cổ, ngó mình có một hồi, rồi trong trí thầy không chê cô mập mà cũng không chê cô hèn hạ quê mùa nữa. Thầm nghĩ rằng mà nếu mình muốn tình tự với cô này thì bữa nay cô ở nhà một mình chọc dễ như chơi. Thầy nghĩ như vậy mà chừng ăn cơm rồi thầy lại thầm trách lòng mình không minh chánh. Mình ở đậu nhà người ta, mình làm việc quấy không nên, đã biết như mình có ve cô là chơi qua buổi mà thôi, chứ không phải vợ chồng gì. Xong làm bậy rủi cô có ngén rồi làm sao? Mà dầu cô không có ngén đi nữa rồi thiên hạ hay mình mang xấu, rồi làm sao mà cưới con nhà sang trọng cho được. Thầy nằm nhắm mắt làm bộ ngủ, không thèm ngó cô mà cũng không tính đến việc quấy nữa. Cô Ba Điệp tưởng thầy ngủ tiệc nên dọn dẹp dưới bếp rồi bưng thúng may ra để trước cửa mà ngồi vá áo. Thầy nằm một hồi, gió phất, mát mẻ, thầy ngủ quên. Đến xế, thầy thức dậy rửa mặt rồi đi ra sau vườn, tính kiếm ổi hái ăn chơi. Thầy đứng vác mặt ngó trên cây ổi, bỗng đầu cô Bà Điệp chạy ra hỏi rằng: "Thầy Thông muốn ăn ổi hay sao? Để tôi leo, tôi kiếm ổi chua tôi hái cho." Cô vừa nói, vừa tuốt lên cây ổi. Cô hái được một trái ổi chín, rồi kêu thầy biểu đưa tay đặng cô liền xuống cho thầy bắt. Thầy bắt hụt, cô ở trên cười ngất mà nói rằng: "Thầy dở quá, đã tuốt tay rồi mà còn để cho rớt." Thầy lượm trái ổi cắn ăn mà còn ngó nhánh ổi đặng kiếm nữa. Cô hái được một trái khác rồi bỏ vào túi mà leo xuống. Lúc xuống gần tới đất, hai chân thì đeo gốc ổi, hai tay thì níu nhánh, cái mình cô dê ngang, vạt áo sau bung ra lòng thòng, bày lưng quần đỏ lọn, lại bày luôn một khúc da lưng trắng nõn, làm cho thầy đứng dưới ngó động tình, dằn không được nên đưa tay ôm ngang bụng cô. Thầy vừa ôm cô thì cô buông hết tay chân nên té ngửa trong mình thầy. May thầy ôm chặt mà đứng vững, chứ không thì cái vóc lớn của cô ắt phải đè thầy té ngửa. Cô vừa đứng xuống đất thì thầy buông cô ra. Cô dây lại ngó thầy miệng cười chúm chím.
Thầy mắc cỡ mà lại ăn năn, nên dây mặt chỗ khác mà nói rằng: Tôi thấy cô níu nhánh ổi hoằng quá, tôi sợ nhánh gãy cô té, nên tôi đỡ cô. Đừng leo như vậy nữa, rủi té chết chứ phải chơi sao. Thầy nói dứt lời rồi xoay lưng bỏ vô nhà. Cô Ba Điệp nghe mấy tiếng vô tình vô vị ấy thì cô không vui. Cô đứng dưới gốc ổi mà suy nghĩ một hồi, rồi thủng thẳng đi vòng ngã sau mà vô theo. Chừng cô bước vô cửa sau thì thấy thầy đội nón bước ra cửa trước mạnh chơi. Đến chiều bà Phó Mỹ về, còn thầy Thông đi chơi đến tối mò thầy mới về ăn cơm. Từ ấy về sau, thầy chẳng hề ngó cô Ba Điệp nữa, mà dầu cô kiếm chuyện hỏi thầy thì thầy cũng không muốn trả lời. Thầy thất chí nên phận thầy không vui đã đành rồi, mà thầy lại làm cho cô thất vọng nên cô buồn luôn theo nữa. Kính thưa quý vị, trong những giây phút còn lại, xin mời quý vị cùng tìm hiểu về nhà văn Hồ Biểu Chánh. Kính thưa quý vị, trong cuốn sách Chân Dung Hồ Biểu Chánh phát hành năm 1974, tác giả Nguyễn Khuê đã nói về Hồ Biểu Chánh như sau. Cái tên Hồ Biểu Chánh rất quen thuộc đối với độc giả và văn học giới. Quen thuộc vì ông ta là một tác giả lớn ở miền Nam, đã có tác phẩm hành thế từ đầu thế kỷ này và vẫn tiếp tục sáng tác đều đặn cho đến những ngày cuối cùng của đời ông. Hồ Biểu Chánh đã đóng góp cho nền văn học nước nhà một sự nghiệp văn chương phong phú và đa diện, gồm nhiều thể loại: tiểu thuyết, thi ca, tuồng hát, biên khảo, báo chí và dịch thuật. Ông là tiểu thuyết gia đi tiên phong từ buổi bình minh của lịch sử tiểu thuyết Việt Nam và là cây bút sáng giá bậc nhất ở giai đoạn văn học năm 1913 đến năm 1932 về bộ môn này. Hồ Biểu Chánh, tên thật là Hồ Văn Trung. Biểu Chánh là tự, lại có bút hiệu là Thứ Tiên. Ông sinh ngày 1 tháng 10 năm 1885, năm Ất Dậu, tại làng Bình Thành, tỉnh Gò Công. Nội tổ có công đứng xin tách làng Bình Xuân mà lập làng Bình Thành, nên có bài vị tiền hiền thờ ở đình làng. Thân phụ là ông Hồ Hữu Tạo làm hương chủ, lại có công tranh đấu với làng Bình Xuân, giành được hơn 600 mẫu ruộng làm công điền cho làng Bình Thành. Hồ Biểu Chánh là con thứ 5 trong số 12 anh chị em. Cuộc đời của Hồ Biểu Chánh lúc thiếu thời. Sinh trưởng trong một gia đình nghèo, thuở nhỏ Hồ Biểu Chánh phải chịu vất vả, thiếu thốn. Năm lên 9, ông bắt đầu học chữ nho tại trường làng. Đến khi cha mẹ dời tới chợ Dòng, ông Huê, ông mới học chữ Quốc ngữ và chữ Pháp tại trường Tổng Vĩnh Lợi năm 1896 đến năm 1898, tại trường tỉnh Gò Công năm 1898 đến năm 1901. Sau đó, ông được cấp học bổng để học trường Trung học Mỹ Tho năm 1902 tới năm 1903, rồi trường Sasalu Loba ở Sài Gòn năm 1904 tới năm 1905. Cuối năm 1905, ông thi bằng thành trung, đậu hạng nhì. Tự thuật quãng đời thiếu thời lao khổ, Hồ Biểu Chánh có viết: Còn hai bữa nữa tới ngày ta phải đi, mẹ ta than hết tiền, cho ta mới đi kiếm người đặng mượn tiền cho ta đi. Ta lo quá, sợ không đi được. Bữa chót đến tối mà cũng không thấy cha ta về. Ta than nếu có một đồng bạc thì đủ cho ta đi. Mẹ ta khuyên ta đừng lo. Thiệt khuya, mẹ ta gói một cặp áo hàng, đi bộ với ta xuống chợ mà cầm. Tiệm chịu cầm 3 đồng. Mẹ ta xếp giấy bỏ túi, còn bạc thì đưa hết cho ta. Ta lấy 2 đồng mà thôi. Mẹ ta không chịu, ép phải lấy hết rồi đưa ta xuống tàu. Lúc tàu mở dây mà chạy, ta đứng ngó mẹ ta trên cầu, ta chảy nước mắt. ¶¶
thời sĩ Hoạn. Sau khi đậu thành chung, Hồ Bí Chánh định xin làm giáo viên, nhưng một vị thầy cũ khuyên ông nên thi vào ngạch ký lục để sao được lên chức huyện phủ có tương lai hơn. Năm 1906, ông thi đậu ký lục soái phủ Nam Kỳ. Từ đó cho đến năm 1941, 35 năm chẳng, ông làm việc cho chính phủ Pháp, thăng dần tới đốc phủ sứ. Sơ bổ năm 1906, ông làm việc tại Dinh Thượng Thư ở Sài Gòn. Năm 1911, thống đốc Nam Kỳ nghi ông thân thiện với nhóm nghịch Pháp của Trần Chánh Chiếu nên đổi ông đi Bạc Liêu. Làm ký lục ở Bạc Liêu rất dễ kiếm tiền, vì hồi đó tòa bố Bạc Liêu không khác nào chợ bán chè cháo, hễ tiền trao thì cháo múc. Tuy vậy, Hồ Bí Chánh quyết giữ cảnh đời công chức của ông luôn luôn thanh bạch. Ông nghĩ rằng ký lục tuy là tay sai của quan Pháp, song nếu mình cứ lấy lòng siêng năng ngay thẳng mà làm việc, đừng ai vua, đừng bợ đỡ, phải thì ở, không phải thì đi, nói oan dám giận, nói bậy dám cãi, thì phận mình khỏi hổ mà thiên hạ lại được nhờ nữa. Năm 1912, ông tình nguyện đi tùng sự ở Cà Mau, thay cho một đồng liêu có con còn nhỏ, sợ xuống đó mũi mồng, nước độc. Ở Cà Mau được 8 tháng, ông đổi đi Long Xuyên. 6 năm sau, năm 1918, ông về làm việc tại Gia Định. Năm 1920, ông tùng sự tại văn phòng thống đốc Nam Kỳ. Năm 1921, ông thi đậu tri huyện. Năm 1927, ông được thăng tri phủ, nhậm chức chủ quận Càng Long, Vĩnh Bình. Năm 1932, ông làm chủ quận Ô Môn, Cần Thơ. Năm 1934, vì bất đồng ý kiến với viên chủ tỉnh, ông phải đổi đi quận Phụng Hiệp. Năm 1935, ông đổi về Sài Gòn. Năm 1936, ông được thăng đốc phủ sứ. Tháng 6 năm ấy, ông làm việc đủ 30 năm, nên xin về hưu trí và được cho hồi hưu kể từ ngày 1 tháng 1 năm 1937. Tuy nhiên, chính phủ Pháp viện lẽ không có người thay thế, lưu dụng ông cho đến cuối tháng 6 năm 1941. Ngày 4 tháng 8 năm 1941, ông được cử làm nghị viên Hội đồng Liên bang Đông Dương. Đến ngày 26 cùng tháng, ông lại được cử làm nghị viên Hội đồng thành phố Sài Gòn, kiêm chức phó đốc lý. Từ năm 1942 đến năm 1944, ông là nghị viên Hội đồng Quản trị Sài Gòn Chợ Lớn. Năm 1946, bác sĩ Nguyễn Văn Thinh mời ông lãnh Bộ Nội vụ hoặc Bộ Thông tin trong chính phủ Nam Kỳ Cộng Hòa tự trị. Nhưng vì lớn tuổi, lại có bệnh, ông chỉ nhận làm cố vấn và đổng lý văn phòng. Trong đời sĩ Hoạn, Hồ Bí Chánh đã được ân hưởng nhiều huy chương. Hưu trí của Hồ Bí Chánh năm 1946 đến năm 1958. Cuối năm 1946, sau khi Thủ tướng Nguyễn Văn Thinh quyên sinh vì chính phủ của ông gặp nhiều thử thách, Hồ Bí Chánh chán ngán giả biệt chính trường. Từ đó, ông mới thật sự sống đời hưu nhàn, dành trọn những ngày, tháng năm còn lại để tĩnh dưỡng tuổi già và tiếp tục sự nghiệp văn chương. Ông mất ngày 4 tháng 11 năm 1958, tức ngày 23 tháng 9 năm Mậu Tuất tại Tư Thất ở Phú Nhuận, hưởng thọ 74 tuổi. Trong số rất nhiều vòng hoa, đối, trướng do các hội văn hóa, tao nhân mặc khách, phúng viếng, có một bức trướng bằng nhung đen ghi bốn chữ Văn Chương Nếp Đất của Hội Bút Việt. Có thi sĩ Đông Hồ và nữ sĩ Mộng Tuyết cũng có đến trước linh cữu đọc một câu đối viết trên lụa vàng, cay đắng mùi đời, tiểu thuyết viết 63 thiên, vì nghĩa vì tình, tỉnh mộng, ấy ai làm được, can thường nặng gánh, thanh cần, trai 74 tuổi, thiệt giả, giả thiệt, dứt tình, còn ở theo thời. Tôi xin mời quý vị đón nghe tiếp Thầy Thông Ngôn kỳ 3 vào tuần tới. Xin lưu luyến chia tay.